Xin chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta đến với phần viết viết văn bản thuyết minh giải thích một hiện tượng tự nhiên. Thuyết minh giải thích một hiện tượng tự nhiên thuộc kiểu văn bản thông tin được viết để cung cấp thông tin cho người đọc về nguyên nhân xuất hiện và cách thức diễn ra của một hiện tượng tự nhiên. Yêu cầu đối với kiểu văn bản: giới thiệu khái quát hiện tượng tự nhiên cần giải thích nguyên nhân xuất hiện và cách thức diễn ra của hiện tượng tự nhiên, trình bày thông tin theo một số kiểu cấu trúc như trật tự, thời gian, mức độ quan trọng của đối tượng, mối quan hệ nhân quả hoặc so sánh đối chiếu. Có thể dùng thông tin chi tiết, đề mục và các dấu hiệu hình thức in đậm, in nghiêng, số thứ tự để làm nổi bật thông tin quan trọng. Có thể sử dụng kết hợp một số phương tiện phi ngôn ngữ, sơ đồ, bảng biểu, hình ảnh để minh họa và làm nổi bật thông tin quan trọng. Trình bày mạch lạc, thuyết phục, không móc lỗi chính tả, dùng từ, viết câu. Cấu trúc thường gồm 3 phần: phần mở đầu, giới thiệu, khái quát về hiện tượng tự nhiên muốn giải thích, phần nội dung, giải thích nguyên nhân xuất hiện và cách thức diễn ra của hiện tượng tự nhiên. Phần kết thúc có thể trình bày sự việc cuối, kết quả của hiện tượng tự nhiên hoặc tóm tắt nội dung giải thích. Hướng dẫn phân tích kiểu văn bản nhật thực và nguyệt thực khác nhau như thế nào. Phần mở đầu, nhật thực và nguyệt thực là những hiện tượng tự nhiên rất thú vị. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết về hai hiện tượng này và sự khác nhau giữa chúng. Trong bài viết này, các bạn hãy cùng tôi tìm hiểu về sự khác nhau giữa hai hiện tượng này đó nhé. Hiện tượng nhật thực và nguyệt thực diễn ra khi nào? Nhật thực và nguyệt thực là hai hiện tượng thiên văn xảy ra khi trái đất, mặt trăng và mặt trời nằm trên cùng một mặt phẳng và thẳng hàng với nhau. Tuy nhiên, vị trí của chúng có sự thay đổi thứ tự nên mới tạo ra hai hiện tượng trên. Vậy hai hiện tượng ấy xảy ra khi nào? Hiện tượng nhật thực xảy ra khi mặt trăng, mặt trời và trái đất cùng nằm trên một mặt phẳng thẳng hàng hoặc gần thẳng hàng với nhau. Lúc này mặt trăng sẽ ở giữa trái đất và mặt trời vì nằm giữa mặt trăng sẽ che phủ toàn bộ một phần hoặc ánh sáng của mặt trời chiếu lên trái đất, dẫn đến hiện tượng trời tối giữa ban ngày, còn gọi là nhật thực. Hiện tượng nguyệt thực xảy ra khi mặt trăng và trái đất nằm trên một mặt phẳng đồng thời thẳng hàng với nhau. Tuy nhiên, khác với hiện tượng nguyệt thực, lúc này vị trí của trái đất và mặt trăng hoán đổi cho nhau, tức là trái đất nằm giữa mặt trời, mặt trăng. Thông thường chúng ta có thể nhìn thấy mặt trăng là nhờ ánh sáng của mặt trời chiếu lên nó. Chính vì vậy, khi trái đất nằm giữa sẽ che khuất hoàn toàn ánh sáng của mặt trời chiếu lên mặt trăng, do đó làm xuất hiện hiện tượng nguyệt thực, dân gian gọi là hiện tượng gấu ăn mặt trăng. Nhật thực và nguyệt thực xuất hiện bao nhiêu lần trong năm? Hiện tượng nhật thực thường xảy ra ít nhất 2 lần. Hai lần và nhiều nhất là 5 lần trong một năm. Trong đó, nguyệt thực chỉ xảy ra khoảng 1 đến 2 lần trong năm. Trong vòng 5 năm sẽ có một năm có một năm không xảy ra hiện tượng nguyệt thực. Lịch sử thiên văn học và thế giới ghi nhận chưa có năm nào xảy ra 8 lần nhật thực và nguyệt thực. Nguyệt thực ít khi xuất hiện nhưng lại dễ dàng quan sát hơn vì có một nửa trên trái đất có thể nhìn thấy nguyệt thực, trong khi đó nhật thực chỉ xảy ra phạm vi hẹp nên rất hiếm khi được nhìn thấy hiện tượng này. Thậm chí có những nơi trên trái đất 200-300 năm mới được nhìn thấy hiện tượng nhật thực toàn phần. Trên đây là những thông tin về nguyệt thực và nhật thực.
mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Hy vọng sau bài viết này, các bạn đã hiểu về sự khác nhau giữa nhật thực và nguyệt thực. Thực hiện các yêu cầu sau để hiểu rõ hơn về kiểu văn bản. Một, xác định bố cục của bài viết và nội dung chính của từng phần. Chúng ta đến câu trả lời như sau. Bố cục 3 phần. Phần mở đầu giới thiệu chung về hiện tượng tự nhiên muốn giải quyết. Phần nội dung giải thích nguyên nhân và cách thức diễn ra của hiện tượng tự nhiên. Phần kết bài tóm tắt nội dung đã giải thích. Chúng ta đến câu số 2. Các đề mục của mối quan hệ như thế nào với nhan đề? Nhận xét về hình thức trình bày nhan đề, các đề mục và có tác dụng của chúng. Câu trả lời như sau. Các đề mục của mối quan hệ, mối liên hệ bổ sung chặt chẽ với nhan đề, hình thức trình bày nhan đề và các đề mục rõ ràng dễ hiểu, suy ra tác dụng giúp giải thích và diễn giải nội dung nhan đề muốn nhắc đến. Chúng ta đến câu số 3. Tác giả in đậm những từ ngữ nào? Mục đích in đậm là gì? Câu trả lời như sau. Tác giả in đậm những từ ngữ nhật thực, nguyệt thực, suy ra mục đích nhấn mạnh và làm nổi bật nội dung văn bản muốn đề cập. Câu số 4 như sau. Tác giả chủ yếu chọn cách trình bày thông tin như thế nào trong bài viết trên? Dựa vào đâu em có thể xác định được như vậy? Hiệu quả của cách trình bày đó là gì? Câu trả lời như sau. Tác giả chủ yếu chọn cách trình bày thông tin theo cấu trúc so sánh đối chiếu, dựa vào các câu từ ngữ. Tuy nhiên, sự khác nhau suy ra cách trình bày nhằm giúp cho người đọc, người nghe hiểu rõ và xác định được chính xác đối tượng cần tìm hiểu, tránh sai lệch, hiểu nhầm thông tin. Câu số 5 như sau. Nhận xét về cách sử dụng từ ngữ của bài viết. Từ ngữ được sử dụng trong bài viết thuộc các từ ngữ chuyên ngành môn thiên văn học, dễ nghe, dễ hiểu và gần gũi với đời sống thường ngày. Là đến câu số 6. Bài viết đã sử dụng loại phương tiện phi ngôn ngữ nào chỉ ra hiệu quả và cách thức trình bày của loại phương tiện ấy trong văn bản? Câu trả lời như sau. Phương tiện phi ngôn ngữ được sử dụng hình ảnh suy ra giúp cho người đọc dễ hình dung phân biệt được hai hiện tượng nguyệt thực và nhật thực được nhắc đến trong bài. Chúng ta đến với phần hướng dẫn quy trình viết đề bài. Trường em tổ chức tuần lễ nhà khoa học tương lai để học sinh tìm hiểu về những bí ẩn của thế giới tự nhiên. Em hãy viết bài văn thuyết minh giải thích một hiện tượng tự nhiên mà bản thân quan tâm để tham gia tuần lễ này. Bước 1, chuẩn bị. Trước khi viết, đọc kỹ đề bài và xác định vấn đề, kiểu bài, độ dài của bài viết. Xác định mục đích viết, ví dụ giúp mọi người hiểu về một hiện tượng tự nhiên nhằm phòng tránh hoặc biết cách quan sát hiện tượng tự nhiên đó. Người đọc và mong đợi của họ về bài viết. Chọn nội dung trình bày và cách phù hợp. Chẳng hạn nếu người đọc đó là học học là bạn học, em có thể dùng cách diễn giải thân mật, ví dụ xưng hô tôi, bạn. Nếu người đọc thuộc thành phần khác, em cần dùng cách diễn đạt trung tính, ví dụ như tác giả bài viết này. Tìm đọc tư liệu về hiện tượng tự nhiên mà em muốn giải thích trên Internet, tạp chí, sách chuyên ngành, báo, sách giáo khoa, phim tư liệu, chương trình TV hoặc tham khảo ý kiến của các nhà nghiên cứu.
Tìm hiểu yêu cầu của các cuộc thi, các tờ báo, trang web mà bài viết cần đáp ứng. Bước 2, tìm ý, lập dàn ý. Đọc kỹ tư liệu và hiện tượng tự nhiên mà em sẽ giải thích, đánh dấu những thông tin quan trọng, ghi chú, thư mục và nguồn dẫn của tài liệu tham khảo. Ghi chép thông tin và hiện tượng tự nhiên trong quá trình đọc, có thể là tên hiện tượng tự nhiên, thông tin và hiện tượng, nguyên nhân xuất hiện, cách thức diễn ra, kết quả của hiện tượng tự nhiên, hoặc tóm tắt nội dung đã giải thích dựa trên bố cục của thuyết minh. Giải thích một hiện tượng tự nhiên, phiếu ghi chép, lập sơ đồ, dàn ý cho bài viết. Tham khảo sơ đồ sau. Phần mở đầu, nêu tên hiện tượng tự nhiên, giới thiệu khái quát về hiện tượng tự nhiên. Phần nội dung, giải thích nguyên nhân xuất hiện và cách thức diễn ra của hiện tượng tự nhiên. Phần kết thúc, trình bày sự việc cuối, kết quả của hiện tượng tự nhiên hoặc tóm tắt nội dung đã giải thích. Bước 3, viết bài. Triển khai bài viết dựa trên dàn ý. Khi viết cần chú ý đảm bảo cấu trúc 3 phần của bài viết: đặt nhan đề, giới thiệu tên của hiện tượng tự nhiên thu hút sự chú ý của người đọc, tóm tắt thông tin quan trọng của từng đoạn phần bằng hệ thống các đề mục, có thể một số câu hỏi ở phần mở đầu và trả lời cho những câu hỏi đó ở các phần tiếp theo của bài viết sẽ tạo sự mạch lạc và thu hút sự quan tâm của người đọc. Kết hợp các trình bày thông tin khác nhau, in đậm, in nghiêng, gạch chân, phương tiện, phi ngôn ngữ để làm nổi bật thông tin quan trọng. Bước 4, xem lại và chỉnh sửa rút kinh nghiệm. Dựa vào bảng điểm sau, kiểm tra chất lượng bài viết. Bảng điểm, bảng kiểm kỹ năng viết bài, văn thuyết minh giải thích một hiện tượng tự nhiên. Hàng thứ nhất, tiêu chí gồm mục đạt, chưa đạt. Phần mở đầu, nêu tên của hiện tượng tự nhiên, giới thiệu khái quát về hiện tượng tự nhiên. Phần nội dung, giải thích nguyên nhân dẫn đến sự xuất hiện của hiện tượng tự nhiên, trình bày trình tự diễn ra của hiện tượng tự nhiên. Phần kết thúc, trình bày sự việc cuối, kết quả của hiện tượng tự nhiên hoặc tóm tắt nội dung đã giải thích. Phần hình thức có nhan đề với các đề mục. Các đề mục nêu được thông tin chính của phần đoạn bài viết, sử dụng hiệu quả phương tiện phi ngôn ngữ để làm rõ các thông tin quan trọng, kết hợp các cách trình bày thông tin, dùng động từ miêu tả hoạt động, trạng thái và một số từ ngữ chuyên ngành, đặt tên cho các phương tiện trực quan và trích dẫn nguồn nếu có, diễn đạt mạch lạc, không mắc lỗi chính tả, dùng từ viết câu. Chúng ta đến với bài viết mẫu tham khảo. Những điều cần biết về hiện tượng băng tan. Hiện nay, bên cạnh những việc đối mặt với sự ô nhiễm trầm trọng của môi trường hay hiện tượng hiệu ứng nhà kính, thì trái đất của chúng ta còn phải đối mặt với một số hiện tượng đáng lo ngại nữa, đó chính là hiện tượng băng tan ở hai cực, Bắc Cực và Nam Cực. Biến đổi khí hậu trên trái đất khiến băng tan nhanh chóng và mực nước biển dâng cao. Việc này vô cùng nghiêm trọng, thậm chí có thể khiến nhiều thành phố ven biển biến mất, trong đó có cả những thành phố thuộc Việt Nam. Nguyên nhân của hiện tượng băng tan, nguyên nhân tự nhiên trái đất nóng lên toàn cầu là do việc phát thải lượng khí metan quá mức cho phép ở ngưỡng giới hạn nhất định từ Bắc Cực và các vùng đất ẩm ướt, mà khí metan chính là loại khí nhà kính giữ nhiệt. Hiện tượng núi lửa phun trào cũng là một trong những nguyên nhân gây ra hiện tượng băng tan, bởi với khối lượng hàng tấn tạo thành cho bụi mỗi lần phun trào. Đây chính là một trong những nguyên nhân làm cho khí hậu nóng lên ở toàn cầu, đặc biệt khi nhiệt độ trung bình của trái đất nóng lên thì
sẽ làm cho lượng băng tan ở Nam Cực và Bắc Cực tan ra. Khi lượng băng tan thì sẽ làm lộ ra lớp băng CO2 vĩnh cửu. Lớp băng này sẽ bắt đầu tham gia vào quá trình tuần hoàn CO2 trên trái đất. Khi đó, cây xanh sẽ ngày càng ít đi, không có khả năng để điều hòa lượng khí CO2 vì lượng khí lúc này đã quá tải, vượt quá mức giới hạn của tự nhiên, nên trái đất càng ngày càng nóng lên và cuối cùng lại lặp lại một chu kỳ như trên. Nguyên nhân gây ra hiện tượng trên chủ yếu là do con người hoạt động, công nghiệp xả khí thải, do môi trường hoạt động, giao thông chặt phá rừng bừa bãi làm khí hậu toàn cầu bị biến đổi. Các khí nhà kính bị tích lũy quá nhiều mà chủ yếu là metan và CO2. Theo đó, những khí này khi thải vào khí quyển sẽ ngăn bức xạ mặt trời phản ánh ra ngoài, làm cho nhiệt độ trái đất tăng lên. Một số nguyên nhân cụ thể như sau: quá trình công nghiệp hóa do sự phát triển nhanh chóng của hộ báo của khoa học công nghệ cùng với sự phát triển của nền kinh tế, nên nhiều nhà máy xả thải trực tiếp và phun khí thải vào môi trường. Số lượng phương tiện xe cộ, xe máy, xe đạp, ô tô cũng phải thải ra một lượng lớn khí CO2. Các hoạt động đốt cháy nhiên liệu hóa thạch, dầu, khí đốt than đá cùng các loại khí thải khác nên lượng nhiệt bị giữ lại vào khí quyển. Khi lượng CO2 có nhiều trong bầu không khí do ánh nắng mặt trời chiếu vào làm tăng nhiệt độ của bề mặt trái đất. Rừng bị tàn phá nếu như CO2 thải ra thì theo quy luật tự nhiên sẽ được cây xanh quang hợp để cung cấp lượng oxy cần thiết cho con người. Tuy nhiên, số lượng cây xanh đã bị tàn phá hết nên đã không thể phân biệt được lượng khí CO2 trong môi trường, khiến cho trái đất ngày càng nóng lên rõ rệt. Diện tích rừng bị tàn phá ngày càng rộng lên, tia nắng mặt trời chiếu xuống trái đất không có tầng lá xanh của cây chặn lại, nên khi chiếu xuống mặt đất hình thành nên những vùng đất khô cằn nóng như hoang mạc. Mùa mưa không có rừng để giữ nước lại gây ra lũ lụt, còn mùa khô thì xảy ra hạn hán. Điều đó gây nên những thay đổi về khí hậu làm ảnh hưởng rất nhiều đến môi trường sống, bầu khí quyển và khí hậu nói chung. Không những thế, nó còn ảnh hưởng đến hệ sinh thái và hoạt động trực tiếp đến đời sống con người. Hậu quả khi băng tan: biến đổi khí hậu, khoảng hàng trăm triệu tấn khí mê tan đang bị nhốt dưới tầng đóng băng vĩnh cửu ở Bắc Cực. Một trong những mối lo ngại lớn nhất là hiện tượng băng tan vào mùa hè ở biển Bắc Cực và nhiệt độ gia tăng nhanh chóng trên toàn bộ khu vực sẽ làm cho lượng khí mê tan khổng lồ bị mắc kẹt và có thể phải phát thải vào khí quyển, dẫn đến sự biến đổi khí hậu trên phạm vi toàn cầu nhanh chóng và nghiêm trọng. Nắng nóng kéo dài, các đợt nắng nóng kéo dài khiến cho đất đai khô cằn, gây ra tình trạng khan hiếm nước sạch, cháy rừng lan rộng mất kiểm soát và bụi và lũ quét. Ở nhiều nơi trên thế giới, việc thiếu nước dẫn tới dịch bệnh, bệnh dịch nghiêm trọng. Trái lại, mưa lớn khiến sông hồ tràn nước, phá hủy nhà cửa, làm nguồn nước ô nhiễm, bẩn rác thải lan tràn và không khí ô nhiễm. Đồng thời, điều này khiến nóng ẩm tạo ra thuận lợi cho các dịch bệnh lây lan qua nước và thức ăn phát triển, ảnh hưởng tới tàu thuyền qua lại trên biển. Hiện tượng băng tan sẽ tạo nên những tảng băng lớn làm ảnh hưởng tới tàu thuyền qua lại. Khi con thuyền đi trên biển va vào các tảng băng trôi có kích thước lớn sẽ làm bị hư hỏng nặng, thậm chí có thể bị nhấn chìm, mực nước biển dâng cao. Các nhà khoa học đã tính toán rằng khi toàn bộ băng trên hành tinh tan chảy vì biến đổi khí hậu, mực nước biển sẽ tăng lên 65 mét, có thể dẫn đến hiện tượng biển lấn. Các
biển xâm nhập sâu vào trong đất liền dẫn đến tình trạng các vùng đất ven biển, ven sông bị nhiễm mặn ngày càng nhiều. Đặc biệt, nó còn thiếu cả nước ngọt cho sản xuất và sinh hoạt. Hơn nữa, các đảo, hòn đảo và các vùng ven biển cũng có thể bị nhấn chìm. Con người sẽ biến mất đất, mất nhà. Bên cạnh đó, nước biển có độ axit cao phần lớn là do thủ khí thải. Nếu nồng độ này tiếp tục tăng lên, hệ sinh vật dưới biển sẽ phải đối mặt nguy cơ diệt vong lớn, nhất là các loài có vỏ hoặc có xương như thân mềm, cua, san hô, ảnh hưởng tới động vật. Nhiệt độ trái đất hiện nay làm cho các loài sinh vật biển biến mất, có nguy cơ tuyệt chủng do mất môi trường sống vì đất đai hoang hóa, do nạn phá rừng và do nước biển ấm lên. Khoảng 50% các loài động thực vật sẽ đối mặt nguy cơ tuyệt chủng vào năm 2050 nếu nhiệt độ trái đất tăng thêm từ 1,1 đến 6,4 độ C nữa. Ví dụ như loài cáo đỏ, trước đây chúng thường sống ở Bắc Mỹ thì nay đã chuyển đến vùng Bắc Cực. Tác động của băng tan tới con người và làm con người không thể nào tránh được những hậu quả mà chính phần góp phần tạo nên, ví dụ như bệnh dịch, thiên tai, mùa màng thất bát. Chúng ta đang và sẽ ảnh hưởng tới chúng đã và đang chúng đã đang và sẽ ảnh hưởng tới đời sống nhân loại. Nhân loại sẽ phải đối mặt với khó khăn lớn đe dọa tới sự sống trên trái đất. Bài giảng của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các em ở các bài giảng tiếp theo. Nhớ đăng ký kênh và ủng hộ kênh cho thầy nhé.